Tập luyện chưa bao giờ là việc dễ dàng. Bỗng một ngày, bạn cảm thấy chán nản khi đã ép bản thân quá lâu vào những khuôn khổ và chế độ khắt khe. Đừng lo, vì bạn không hề đơn độc. Tập luyện dạy cho chúng ta vượt lên mọi trở ngại, cùng nhau chia sẻ những đam mê, kiến tạo nhiệt huyết, tiếp thêm động lực. Bằng từng viên gạch của sự nỗ lực, mồ hôi và kiên trì, không chỉ đem lại một cơ thể hoàn mỹ, đó còn là sức khỏe và một lối sống ưu tú hơn. Hãy cùng huấn luyện viên của Eli tập luyện để tìm kiếm và trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Hãy lắng nghe cơ thể mình. Hãy luôn tìm kiếm những khoảnh khắc thư giãn trong ngày khiến bạn hạnh phúc. Đừng để ngoại hình định nghĩa con người bạn. Thành công luôn đến từ sự tập trung và nỗ lực cố gắng. Chỉ cần bạn không bao giờ dừng lại.